Chào mừng các bạn đã đến với lại khóa học nhạc lý cơ bản và thực hành. Và ở trong bài học đầu tiên này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về hai vấn đề. Thứ nhất là khuôn nhạc và thứ hai là khóa nhạc. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về khuôn nhạc. Ở trong phần khuôn nhạc thì chúng ta sẽ có hai câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời. Thứ nhất là khuôn nhạc là gì? Và thứ hai là khuôn nhạc để làm gì? Trên màn hình thì các bạn thấy mình đang có một cái bản nhạc bài Hơn Cả Yêu. Và ở đây thì có những cái nốt nhạc này. Đó, thì các bạn đã biết rồi. Các bạn thấy là ở đằng sau những cái nốt nhạc này thì chúng ta sẽ có những cái đường kẻ. Đó, thì những cái đường kẻ này chính là khuôn nhạc. Đó, và khuôn nhạc của chúng ta sẽ được sử dụng để viết các cái nốt nhạc lên. Nếu như chúng ta không có khuôn nhạc thì khi các bạn viết nốt nhạc lên, các bạn sẽ không biết được rằng là đâu là nốt đồ, đâu là nốt rê. Đó, cho nên là khuôn nhạc của chúng ta thì rất là quan trọng. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo của khuôn nhạc. Trên màn hình thì mình đang có một cái khuôn nhạc. Và khuôn nhạc của chúng ta sẽ được cấu tạo bởi 5 đường kẻ và 4 khe. 5 đường kẻ sẽ được đánh số thứ tự từ dưới lên trên. Đây là đường kẻ số 1 này, đường kẻ số 2, đường kẻ số 3, số 4 và số 5. Những cái đường màu đen này này chúng ta sẽ gọi là đường kẻ nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có 4 khe. 4 khe của chúng ta cũng được đánh số thứ tự từ dưới đánh lên. Giữa những cái đường kẻ chúng ta thấy có khoảng trống này. Đó, thì cái này sẽ gọi là khe. Đây là khe số 1 này, khe số 2, khe số 3 và khe số 4. Mình nhắc lại, khuôn nhạc của chúng ta được cấu tạo bởi 5 đường kẻ và 4 khe. Đó, và được đánh số thứ tự từ dưới đánh lên. 5 đường kẻ, 4 khe. Rồi, ok. Phần tiếp theo của chúng ta là về khóa nhạc. Chúng ta có 3 loại khóa. Thứ nhất là khóa son, thứ hai là khóa pha, và thứ ba là khóa đô. Đó. Quay trở lại với bản nhạc Hơn Cả Yêu này thì các bạn sẽ thấy ở đầu mỗi một cái khuôn nhạc này chúng ta sẽ có một cái khóa nhạc. Đó. Ở đầu mỗi khuôn nhạc đều phải có khóa nhạc. Và trong cái khóa học này thì chúng ta chỉ học về khóa son. Bởi vì đây là các loại khóa nó phổ biến nhất và nó được sử dụng cho cả giọng hát, cho cả đàn guitar nữa. Cho nên là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái khóa son trước. Sau khi các bạn nắm chắc về khóa son thì các bạn muốn học thêm khóa pha hoặc là khóa đô thì nó sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa của khóa nhạc. Ý nghĩa của khóa son. Ở đây thì mình đã có sẵn một cái khuôn nhạc này và khóa son này. Thì các bạn chú ý, đây sẽ là đường kẻ số 2 nha các bạn. Đó, chúng ta đã học rồi, đường kẻ số 1 này, đường kẻ số 2. Khóa son của chúng ta được vẽ bắt đầu từ đường kẻ số 2. Đó, nó sẽ đi một vòng. Cho nên là cái nốt, nốt nhạc mà nằm ở đường kẻ số 2 sẽ được gọi là nốt son. Đó, mình nhắc lại nha các bạn. Khóa son được vẽ ở đường kẻ số 2. Chúng ta vẽ bắt đầu từ đường kẻ số 2. Đó, cho nên nốt nhạc nằm ở cái đường kẻ số 2 sẽ được gọi là nốt son theo tên của khóa nhạc. Như vậy thì mình mở rộng thêm một xíu là chúng ta có khóa pha và khóa đô. Thì tương tự như vậy thì khi các bạn thấy cái khóa pha thì các bạn sẽ biết cách xác định là cái nốt nhạc nằm ở đường kẻ số 4 sẽ là nốt pha. Và khóa đô thì nốt nhạc nằm ở đường kẻ số 3 sẽ là nốt đô. Đó. Như vậy ở đây thì mình lưu ý các bạn này. Ở khóa son á, thì cái nốt này chúng ta gọi là nốt son, nhưng mà sang khóa pha thì nó không còn là nốt son nữa, và sang khóa đô nó cũng không còn là nốt son. Đó, các bạn lưu ý cái vấn đề này nha. Và mình nhắc lại một lần nữa là chúng ta chỉ học về khóa son, cho nên hai cái khóa này thì các bạn tạm thời chúng ta bỏ qua một bên. Đó. Rồi ok, mình sẽ tóm tắt lại cái nội dung của bài học ngày hôm nay. Ở đây mình có một cái hình, đó. Chỉ một cái hình này thôi thì đã bao quát được cái bài học của ngày hôm nay rồi. Đầu tiên là chúng ta đã học về khuôn nhạc có 5 đường kẻ, đó, 1 2 3 4 5 và 4 khe, 1 2 3 4. Tiếp đến chúng ta đã học về khóa son. Khóa son được vẽ từ cái đường kẻ số 2. Đó, được vẽ từ đường kẻ số 2, cho nên nốt nhạc nằm ở đường kẻ số 2 được gọi là nốt son. Ok, nội dung của bài học này thì chúng ta chỉ có hai vấn đề vậy thôi. Và các bạn chú ý là các cái bài tập trắc nghiệm thì mình sẽ đăng trong group hocguitarpro.com. Đây là cái địa chỉ của group này. Đó. Các bạn tham gia vào group và chúng ta sẽ ấn vào mục bài học. Đó.
Thì hiện tại là mình đang quay clip này cho nên là mình chưa đăng các bài học lên đây. Nhưng sau khi mình quay xong thì mình sẽ đăng bài học vào đây và cả cái phần trắc nghiệm cũng sẽ nằm ở trong đây. Nội dung của bài học này thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo. Xin chào.